Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng, là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Nhiều tuyến phố tại Hà Nội đông nghịch phương tiện. Ngay từ sáng sớm, nhiều tuyến đường huyết mạch của thủ đô lại lâm vào cảnh kẹt xe. Tại các tuyến đường như vành đai 2 trên cao hướng về nút giao ngã Tư Sở, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển theo cách nhích từng chút một, đặc biệt có thời điểm các phương tiện còn phải dậm chân tại chỗ. Trước đó, từ ngày mùng 4 Tết, dù còn một ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024, nhưng người dân đã sớm về lại Hà Nội do lo ngại đông đúc tắc đường. Dòng người từ các tỉnh, thành phố đổ về thủ đô khá đông và khá sớm, gây ùn tắc ở các cửa ngõ vào Hà Nội. Cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ ghi nhận lượng phương tiện lớn đổ về hướng Hà Nội. Dòng phương tiện có lúc xếp thành hàng 3, hàng 4 trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ. Lực lượng chức năng đã điều hướng các phương tiện ra khỏi cao tốc để tiếp tục hành trình. Trong khi rất nhiều lựa chọn taxi, xe khách về quê, không ít người đi xe máy để tránh cảnh chen chúc ở bến xe. Tuyến đường Ngọc Hồi canh đặt người phương tiện chiều đi trung tâm thành phố Hà Nội. Một người dân chia sẻ, tôi tranh thủ trở lại Hà Nội sớm hơn mọi năm, vừa để tránh tình trạng đông đúc ùn tắc và cũng để đi chúc Tết họ hàng, bạn bè ở trên này trước ngày đi làm đầu năm. Ông Vũ Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Giẽ cho biết, lưu lượng xe ngày bình thường là 75.000 lượt xe một ngày đêm. Trước Tết, ngày có xe đông nhất là ngày 28 Tết, tức ngày 7 tháng 2, đạt 137.000 lượt xe ngày đêm, tăng so với ngày bình thường là 82%. Sau Tết, lượng xe đông nhất là vào ngày 4 Tết, tức ngày 13 tháng 2, với 128.000 lượt xe ngày đêm, tăng 70% so với ngày thường. Ngày cuối nghỉ Tết, lưu lượng xe đạt khoảng 120.000 lượt xe ngày đêm, trong đó lưu lượng xe tăng cao và tầm từ 15 giờ đến 22 giờ trong ngày. Đánh giá tình hình giao thông trên tuyến những ngày Tết, ông Ánh cho biết xe lưu thông qua tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ năm Giáp Thìn đang tăng so với năm Quý Mão là 5,1%. Một số vị trí ùn tắc thường xảy ra tại nút giao chuẩn bị vào thành phố Hà Nội và lên vành đai 3. Không chỉ ở Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, người dân từ các tỉnh thành đã bắt đầu rời quê lên thành phố sớm để học tập, làm việc. Nhiều tuyến đường dần đông đúc nhộn nhịp. Ngày 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, nhiều tuyến đường thuộc cửa ngõ phía đông như đường Mai Chí Thọ, đường Võ Nguyên Giáp, đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, mật độ phương tiện lưu thông khá cao, nhiều khu vực xảy ra ùn ứ nhẹ. Nhiều xe máy chở lĩnh kỉnh đồ đạc mang theo sản vật quê hương rời quê lên thành phố. Chị Phạm Hiền Lam cho biết vẫn trong kỳ nghỉ Tết, nhưng ám ảnh kẹt xe nên tranh thủ ở lại thành phố Hồ Chí Minh sớm để nghỉ ngơi vài ngày trước khi quay trở lại làm việc. Bên cạnh đó, tại khu vực phà Cát Lái ở đầu thành phố Hồ Chí Minh, hướng xe từ Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra ùn ứ do lượng phương tiện đổ về tăng. Càng về tối, lượng phương tiện lưu thông càng cao. Ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, người dân miền Tây bắt đầu di chuyển trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để làm việc, học tập. Trên tuyến quốc lộ 60 hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh, dòng người và phương tiện di chuyển đông đúc. Khu vực gần cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 xảy ra ùn ứ kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông liên tục điều tiết, hạn chế dòng phương tiện hướng Tiền Giang đi Bến Tre, ưu tiên cho lưu thông một chiều qua cầu Rạch Miễu hướng Bến Tre đi Tiền Giang nhằm giải phóng lượng phương tiện bị ùn ứ phía Bến Tre. Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, lượng phương tiện di chuyển càng đông nên cầu Rạch Miễu phía Bến Tre tiếp tục xảy ra ùn ứ kéo dài hơn 5 km qua khu vực cầu Ba Lai. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre, sau kỳ nghỉ Tết, người dân di chuyển trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ tăng cao. Đây là thời gian dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu. Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng tránh ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại khu vực gần cầu Rạch Miễu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre khuyến cáo mọi người nên lựa chọn thời gian thích hợp để di chuyển. Từ ngày mùng 2 Tết đến nay, khu vực cầu Rạch Miễu thường xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông khoảng từ 14 giờ đến 20 giờ. Do đó, đơn vị khuyến cáo thời gian di chuyển qua cầu Rạch Miễu thích hợp là từ sáng sớm đến trưa. Ngoài lựa chọn đi qua cầu Rạch Miễu, người dân cũng có thể lựa chọn qua sông bằng phà tạm Rạch Miễu. Trong dịp Tết Nguyên Đán, cơ quan chức năng quy định cấm xe ô tô lái từ 30 trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu vào khung giờ 15,
đến 20 giờ hàng ngày từ ngày 30 tháng 1 nhằm ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 19 tháng 2, tức ngày mùng 10 Tết. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định cấm nêu trên với mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, kèm theo đó là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre cũng khuyến nghị người tham gia giao thông cần phải đi đúng làn đường quy định, ô tô không được đi vào làn xe máy nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các trường hợp vi phạm đi không đúng làn đường có thể bị xử phạt lên đến 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe đến 3 tháng. Không chỉ có vào các ngày lễ cảnh tắc đường mới diễn ra, mà tắc đường thời gian qua được coi là đặc sản của giao thông đô thị tại Việt Nam, nhất là ở những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy làm thế nào để thoát khỏi cảnh tắc đường một cách nhanh chóng, an toàn? 1. Tránh đi vào giờ cao điểm, 7 giờ đến 8:30 và 17 giờ đến 19:30 là khoảng thời gian cao điểm trong ngày về giao thông đô thị. Vào những ngày nghỉ lễ, khoảng thời gian trên có thể kéo dài từ 2 đến 3 tiếng. Do vậy, người tham gia giao thông nên chủ động xác định để tránh đi vào những khoảng này, trừ trường hợp cần thiết. Tốt nhất là nên đi sớm hơn hoặc trễ hơn thời gian trên. 2. Sử dụng phương tiện công cộng. Xe máy là loại xe mang tính chất cơ động và nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu sử dụng chúng thành phương tiện giao thông chủ yếu trong thành phố thì phương tiện này lại có tác dụng ngược. Xe máy sẽ chiếm hết công suất làn đường. Nhiều nước châu Âu hiện nay không sử dụng xe máy làm phương tiện chủ yếu trong thành phố. Vì vậy, nếu có thể, hãy sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt. 3. Chọn lộ trình phù hợp. Trước khi xuất phát, người tham gia giao thông nên tìm kiếm những tuyến đường khác nhau để dự phòng trong trường hợp tắc đường. Chuẩn bị sẵn phương án có thể giúp người tham gia giao thông sẽ sang lối đi thông thoáng hơn. Ưu tiên chọn những tuyến đường ngắn, chất lượng mặt bằng tương đối tốt. Đôi khi người tham gia giao thông vẫn phải chấp nhận đi vào những tuyến đường ngoằn ngoèo, xa hơn nếu như nhận thấy thông thoáng, ít phương tiện tham gia giao thông hơn đoạn đường đang đi. 4. Dùng app công nghệ để đánh giá tình trạng kẹt xe. Càng ngày công nghệ càng phát triển, với chiếc điện thoại thông minh trên tay, ai cũng có thể dễ dàng tra cứu trước lộ trình di chuyển và nắm bắt sớm tình trạng giao thông tại cung đường đó. Từ đó, bạn sẽ có phương án di chuyển phù hợp, tránh ùn tắc giao thông. Hiện tại, bạn có thể sử dụng Google Maps hay các ứng dụng cảnh báo tắc đường khác mọi lúc mọi nơi để có thể theo dõi tình trạng giao thông trên những tuyến đường khác nhau. 5. Cập nhật thông tin qua radio. Đây cũng là một trong những mẹo tránh tắc đường hiệu quả và được các bác tài sử dụng thường xuyên khi lưu thông trong nội đô. Thông qua radio, bạn có thể cập nhật chi tiết các tuyến đường đang ùn tắc hoặc xảy ra tai nạn. Nhờ đó có thể tìm ra hướng đi khác để tránh đi vào những nơi đang có tình trạng ách tắc, ùn ứ. Bên cạnh những kỹ năng phòng tránh ùn tắc, bạn nên tuân thủ những nguyên tắc lái xe an toàn như không chen lấn, duy trì khoảng cách với xe đi trước, giữ tốc độ hợp lý, loại bỏ những yếu tố gây mất tập trung khi lái xe và quan trọng là không sử dụng rượu bia, thức uống có cồn khi tham gia giao thông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.